Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi trên kênh Lê Văn Lực. Và trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái cách tiếp theo để chúng ta tạo dựng được một cái kênh, một cái trang Facebook nhanh đạt được cái hiệu quả để chúng ta kiếm được tiền từ cái trang này. Thì trong cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta tạo một cái trang fanpage Facebook và bật kiếm tiền. Tuy nhiên thì để mà kiếm được tiền thì chúng ta cần phải hội tụ đủ được một số các cái điều kiện là đạt được 1.000 người theo dõi, và một trong các cái điều kiện sau có 180.000 phút xem hoặc là 30.000 lượt xem tối thiểu 1 phút với video đó, trong video có thời lượng là 3 phút, đây là trong 30 ngày hay là trong 60 ngày. Đấy, thì đây là một số các cái điều kiện thì ta vừa mới lập cái trang này cho nên là ta chưa đủ được cái điều kiện để chúng ta kiếm tiền. Tuy nhiên thì ta đã bật được cái nút kiếm tiền đây và biết được các cái điều kiện để cần có, thì chúng ta sẽ làm các cái điều kiện đó, và sau khi đạt được cái điều kiện rồi thì chúng ta sẽ vào cái chỗ cài đặt thanh toán đây để chúng ta thêm các cái phương thức thanh toán. Khi mà chúng ta có tiền thì Facebook sẽ trả tiền cho chúng ta. Thế thì bây giờ làm thế nào để đạt được cái thông tin, cái điều kiện như thế này, có 1.000 người theo dõi? Thế thì để đạt được cái điều kiện này thì chúng ta phải quay trở lại với cái trang mà chúng ta vừa mới tạo xong. Thì chúng ta thấy ở đây có hai cái mục, một cái mục là mời bạn bè thích trang, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta mời bạn bè thích trang. Ở đây chúng ta thấy là có tất cả là 4.060 người bạn, thì chúng ta có thể chọn tất cả vào đây, sau đó chúng ta bấm vào nút gửi lời mời, hoặc là chúng ta có thể bấm vào tất cả bạn bè trên này, chọn cái đối tượng bạn bè mà chúng ta mời là chợ chị em chẳng hạn, có 55 người, thì chúng ta cũng bấm vào đây, chúng ta chọn tất cả, chúng ta bấm vào đây chọn tất cả này, sau đó chúng ta bấm gửi lời mời. Đấy, ví dụ như thế thì những người này người ta sẽ quay trở lại thích trang cho chúng ta. Nếu như tất cả hơn 4.000 người bạn này mà đều thích trang cho chúng ta cả thì chúng ta sẽ đạt được cái chỉ tiêu nhanh nhất, có thể là vài ngày chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu này rồi. Đấy, còn cái cách thứ hai để cho mọi người biết đến cái trang của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể quảng cáo cái trang này và nhờ những người khác giúp cho chúng ta đạt được đủ cái điều kiện. Chúng ta bấm vào quảng cáo, đây chúng ta có thể là quảng cáo trang, bấm vào đây. Trong cái mục quảng cáo trang ở đây thì chúng ta xuống ở dòng dưới đây, chúng ta chọn cái đối tượng này, ai sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn. Ở đây là cái chi tiết là đang là vị trí sống tại Hoa Kỳ, thì ta có thể thay đổi cái vị trí này, ta không muốn là cái đối tượng thấy ở cái trang của chúng ta là ở Hoa Kỳ thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn cái đối tượng khác. Rồi chúng ta xóa cái vị trí này đi, chúng ta đưa cái vị trí của Việt Nam vào. Rồi sau đó là chúng ta tiếp tục xuống cái dòng dưới đây để chọn cái thời điểm kết thúc quảng cáo. Thế là chúng ta sẽ chạy quảng cáo đấy trong vòng khoảng thời gian là bao nhiêu ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Cái số tiền của chúng ta cho mỗi ngày quảng cáo là bao nhiêu thì chúng ta có thể ghi vào đây. Ví dụ đây 40.000 thì 5 ngày sẽ là hết 200.000, thì chúng ta thấy nó ở bên này. Rồi còn dưới đây là cái phương thức để chúng ta thanh toán. Đây, thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta thêm cái phương thức thanh toán để chạy quảng cáo. Đây, quốc gia, địa chỉ, quốc gia và đơn vị tiền tệ này, Việt Nam này, thông tin thuế và thông tin doanh nghiệp này, vào đây để chỉnh sửa này, để chúng ta thêm cái phương thức thanh toán của chúng ta. Đây là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Visa nhé. Chúng ta chú ý là ngân hàng nào cũng được, tuy nhiên là phải dùng cái thẻ Visa thì chúng ta mới thanh toán được. Chúng ta bấm vào tiếp tục ở đây để chúng ta thanh toán. Đây, cái tên thẻ này, đấy là tên thẻ gì, ví dụ như là các bạn ghi tên của thẻ các bạn trên cái thẻ này vào, số thẻ này, cái ngày tháng hết hạn của thẻ này, cái mã bảo mật, đấy là 3 số của cái mã bảo mật, 3 số sau của cái thẻ đó, mặt sau của thẻ. Để chúng ta bấm vào lưu. Đấy, đây là cách chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ tiếp cận được cũng rất là nhiều người. Đấy là cái mời thích trang.
để đạt được 1.000 lượt thích trang, và cái yêu cầu tiếp theo của chúng ta nữa là phải đạt được 180.000 phút hoặc là 30.000 lượt xem, tối thiểu 1 phút với video có thời lượng 3 phút. Như vậy là ta phải sẽ làm các cái video có thời lượng 3 phút trở lên để chúng ta đăng lên đây. Đây là cái video tôi vừa mới đăng lên là 3 phút 12 giây. Đấy. Chúng ta việc đăng rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc là vào cái phần mục tạo bài viết để đăng ảnh hoặc là video lên, chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng lên thôi. Thì tôi vừa mới đăng video này lên rồi. Chúng ta ghi cái tiêu đề, rồi cái nội dung mô tả, rồi cái thẻ tang cho cái video đó. Rồi chúng ta đăng lên là được. À, quý vị thân mến, như vậy là trong cái video tiếp theo này là tôi đã hướng dẫn thêm cho quý anh chị và các bạn một số cái cách để chúng ta có thể tăng cái số lượng lượt thích trang cho chúng ta và đăng video để chúng ta nhanh đạt được với cái số lượng người là 1.000 lượt thích trang, để nhanh đạt được cái điều kiện là đủ điều kiện kiếm tiền với Facebook. Và trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để chúng ta đăng cụ thể một cái video như thế nào, có giống bên YouTube hay không, và cách để chúng ta lên cái lịch cho cái video đó công chiếu vào cái thời gian nào trong ngày hay là vào cái ngày nào ở trong tháng, và hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể là cập nhật cái thông tin chi tiết vào cái mục thanh toán để chúng ta nhận tiền với Facebook và cách rút tiền như thế nào. Xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với video sau của tôi, và video này chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Nếu quý anh chị nào có băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp cho quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.